cần chú ý đảm bảo tài sản cá nhân như tiền vàng điện thoại túi sách, đề phòng các loại tội phạm như trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản. Khi tham gia giao thông tuyệt đối không được điều khiển xe khi đã uống rượu bia, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Không tham gia hai cô gái Thái rất xinh đẹp nhá. Tín dụng đen, tệ nạn xã hội, ma túy, cờ bạc, mại dâm. Đặc biệt các cơ quan doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, cách đây em mình cách đây bao nhiêu cây số? Cần chú ý các bảo vệ. Nhưng mà vẫn thuộc về xã này gì? Phát huy vai trò trách nhiệm của quần chúng nhân dân, tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Khi phát hiện tình hình đối tượng nghi vấn, đâu nhưng mà cùng huyện mà vẫn là cả đồng năng mà cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất. Kính chúc quý bà con nhân dân một mùa lễ hội. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mình cùng các bạn đi khám phá, đi chơi chợ tình ở tại Ea Tam nhé. Chợ tình Ea Tam ở Đông Năng này. Chợ này được tổ chức hàng năm ở tại cái chợ của xã Ea Tam luôn. Chợ này chợ truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên và đặc biệt nhất là ở miền Bắc. Đi vào đây nhé các bạn nhé. Cái này là trang phục của người Dao. Đây, dân tộc Dao mà chị rất là xinh đẹp luôn. Đây. Trời ơi. Không đẹp đâu. Trang phục đẹp quá. Cái trang phục này à. Mình là người Dao gì chị nhỉ? Dân tộc Dao thôi. Ví dụ như là Dao đỏ hay là Dao Tinh Y. Dân tộc Dao Tinh Y. Là ở Quảng Ninh hay là ở Cao Bằng? Cao Quảng Ninh. Em cảm ơn chị nhá. Dao đỏ khác. Đây này các bạn, đây một mô hình nhà sàn này. Đây là gọi là nhà sàn của người Nùng nhé. Cái này là 36 cột mà bạn chính xác nhà này thì là phải là 52 cột bằng 54 cột nghe. 12. 6 hàng. Nhưng mà cái này là gọi là bản thu nhỏ đấy. Mấy kiểu sau này mình học làm cũng được. Đây, cái mô hình nhà sàn rất là độc đáo các bạn nha. Đây gọi là mô hình nhà sàn thu nhỏ. Đẹp. 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 Đặc biệt không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, thận trọng khi sử dụng các thiết bị như bếp ga, bếp điện, lò vi sóng, bình đun siêu tốc, việc nấu nướng phục vụ cho các hoạt động trong lễ hội đốt rác để phòng cháy hỏa hoạn xảy ra, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, các cơ quan doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ dân buôn bán dịp lễ hội cần chú ý tăng cường công tác bảo vệ, có phương án xử lý cháy nổ khi có tình huống xấu xảy ra, phát huy vai trò trách nhiệm của quần chúng nhân dân, tích ra phòng ngừa tình hình đối tượng nghi vấn có hoạt động vi phạm về an ninh trật tự. Em cái này trang phục gì á? Trang phục công an gần nhất. Người Thái, Thái gần mấy người Mường này. Thật vui tươi, an lành và hạnh phúc. Đẹp nhỉ, người trang phục của người Thái. Mình là Thái gì? Thái gì? Thái trắng. Thái trắng. Cũng ở Thanh Hóa nhỉ? Để nhân dân tham gia các hoạt động vui chơi giải trí dịp lễ hội dân gian văn hóa Việt Bắc Xuân Quý Mão năm 2023 vui chơi an toàn lành mạnh. Công an xã Ea Tam đề nghị các cơ quan đơn vị, các hộ gia đình và mỗi người dân cần phải nâng cao cảnh giác, tích cực và chủ động tự giác thực hiện tốt các nội dung sau: chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định của nhà nước,
nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm đảm bảo an toàn sức khỏe cho mỗi người. Đây hai cô gái người Thái xinh đẹp đây. Tại lễ hội cần chú ý đảm bảo tài sản cá nhân, tiền vàng, điện thoại, túi sách để phòng các loại tội phạm như trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản. Khi tham gia giao thông tuyệt đối không được điều khiển xe khi đã uống rượu bia, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Không tham gia hai cô gái Thái rất xinh đẹp nhá. Tín dị đoan, tệ nạn xã hội, ma túy, cờ bạc, mại dâm. Đặc biệt các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, cách đây em mình đã cách đây bao nhiêu cây số? Cách bảo vệ, có phương án xử lý cháy nổ. À nhưng mà vẫn thuộc về xã này gì? Phát huy vai trò trách nhiệm của quần chúng nhân dân, tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Khi phát hiện tình hình đối tượng nghi vấn, đâu nhưng mà cùng huyện mà vẫn là cả đồng năng mà kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất. Kính chúc quý bà con nhân dân một mùa lễ hội. Đây này các bạn nhé, đây là cái toàn cảnh nhé. Do ồn ào quá nên nãy giờ mình không nói được câu nào hết luôn các bạn ơi. Đây, toàn cảnh mình đang đứng ở trên sân khấu luôn nhé các bạn nhé. Đây. Hôm nay thời tiết thì hơi mát. Đây, góc phía bên đằng góc 12 giờ kia hiện tại đang là trời âm u này. Cái này là thịt nai mà. Nai mà. À, còn cái này là thịt nhím này. Đắt quá, chỉ 500.000 đắt quá. 500.000 đắt à? Cái là thịt nhím 500.000. Thế còn cái lòng của nó thì như nào? Bộ lòng với đầu này là 200 ạ. À, 200 một ký. Cả bộ này luôn. Cả bộ. Nguyên bộ đó là 200. Hai con. Thịt nó nói chủ yếu là lòng thịt. Cái này là một nước thôi, cái này 160. À rồi, chúc anh chị đắt hàng thôi. Ôi, ở bên này thì các cái trò chơi nó không phải dân gian mà là trò chơi truyền thống rồi. Trò chơi thường ngày rồi này các bạn. Qua dạ anh là YouTube hả anh? Vâng em đang YouTube. Ô bên này thì các cái trò chơi dạng như kiểu là truyền thống thôi từ ngày rồi. Đây xem trong này có chơi có trò gì đây. À, có lẽ. Cái này mà quăng vào rồi thì nó lắc ra là không tính đúng không? Có một câu nữa nha. Con này trắng ra này trắng cái tiền con. Em này thêm 3 gram nữa, anh đưa em vài chục. Hai mươi nghìn ba vòng thảy vòng vào cổ vịt, chúng con nào lấy con đó. Cho nó mà gần á, thảy vào đi. Chắc em đeo luôn. Cái ai tay dài với vào luôn. Nhìn vậy thấy khó phết đấy nhỉ. Ở đây có thùng từ thiện nữa cả.
từ thiện. Đây là chi đoàn Tam Thành. Cái này là bản đồ Việt Nam đấy. Này.